cũng là số mà có sự góp mặt của cố nghệ sĩ Chí Tài. Và quý vị cũng như quý vị nhìn thấy chữ những hình ảnh trên đây thì nghệ sĩ Chí Tài đã tham gia, và số này là số đầu tiên, số 1 của Cơ Hội Đổi Đời, thì anh Chí Tài đã đồng hành cùng với toàn bộ ekip cũng như cùng với Việt Hương và nghệ sĩ Đại Nghĩa để vượt qua những khó khăn, những thử thách để thay đổi một cuộc đời, một trang mới, một cuộc đời mới, một năm mới luôn quý vị. Và khi chúng tôi phát tập 1 này, khi kể cả lúc chúng tôi đang edit thì chúng tôi nhìn thấy những hình ảnh của anh, trong lúc đó thì vẫn phải lo cho anh đầy đủ để anh ra đi cho đẹp đẽ nhất. Nhưng không có gì đẹp bằng người nghệ sĩ khi họ ra đi rồi nhưng mà vẫn để lại những hình ảnh đẹp, những chân tình, và quan trọng nhất là trước khi anh đi là chương trình này là một trong những chương trình cuối cùng của anh. Anh vẫn đồng hành với chúng tôi, vẫn chạy, vẫn cười, vẫn chia sẻ, vẫn muốn đổi đời cho các cuộc đời khác. Khi phát tập 1 này vào ngày 5 tháng 1 năm 2020, cả ekip cũng như ban sản xuất đều muốn tri ân đến cố nghệ sĩ Chí Tài. Mong anh lúc nào cũng nở nụ cười, và mong tất cả các quý vị khán giả khi xem hình ảnh này nhớ mãi người nghệ sĩ này, nhớ mãi nụ cười của anh, nhớ những chặng đường nghệ thuật của anh trải dài cả cuộc đời 62 tuổi của anh. Một lần nữa, cả ekip của chương trình Cơ Hội Đổi Đời xin tri ân, gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến với anh. Chị đã cố gắng lắm rồi để chị nói hay nhất có thể, gửi đến lời tri ân cho gia đình anh Chí Tài cũng như là nghệ sĩ Chí Tài. Nhưng mà nó cũng sẽ, chị sẽ cố gắng là nói sao cho nó chuyên nghiệp nhất của một cái người MC, chứ không có dành cảm xúc cá nhân. Đây là cảm xúc cá nhân của chị, nhưng mà đã cố lắm tới cái con cuối rồi thì nó vẫn khóc lên. Chị khóc quá, mắt nó sưng, mà nó sưng mấy ngày trời rồi tại vì nó. Và cái chương trình Cơ Hội Đổi Đời mình là một trong những chương trình rất là nhân văn, cho nên chị nghĩ là khi mình phát lên thì hương hồn của anh sẽ rất là vui, để thấy giống như là ảnh ra đi nhưng mà ảnh vẫn là một chương trình tốt nhất, và lại là cái số đầu tiên để khơi dậy cho tất cả anh em nghệ sĩ và những người lớp đằng sau mình làm đổi đời cho một người khác. Đối với chị thì quá hay. Nhắc lại những cái hình ảnh mà anh Tài cũng rất là nhiệt lòng để làm cho mình rồi, chị thấy là nó quá hay, quá đẹp rồi. Các em nói là các em muốn chụp hình để phỏng vấn mình đều tránh để mà nhìn thấy buồn quá không có nên. Mình làm chương trình mình phải có chuyên nghiệp chút để Hương tránh. Và các bạn giữ cho Hương tới ngày mai cuối cùng thì lỡ mình có xúc động chút xíu, nó có xấu chút xíu cũng không sao.